Rồi, chào các bạn ở trên kênh YouTube mình ha. Kênh YouTube video tiếp theo mới nhất về chia sẻ bên lĩnh vực điện điện tử nha bạn. Hôm nay mình có chia sẻ cái vấn đề về làm đèn cho cái máy mài này. Rồi, chia sẻ bạn làm cái dàn đèn này nè. Dàn đèn này mình tự suy nghĩ ra và mình tự chế nè. Đó, mình tự chế. Thì trước khi mình nói về cái mình chế cái đèn này thì để mình nói về cái đầu máy này. Đây là cái máy mài đồ nè. Thì mặc định là ở dưới đây nè các bạn. Ở dưới đây nè, nó có một cái bóng đèn. Đó, nó có cái bóng đèn nè. Và bóng đèn này không phải đơn giản là bóng đèn bình thường các bạn. Bóng đèn này, bóng đèn ghim đi theo cái đầu máy này. Là bóng đèn này theo tiêu chuẩn của nước ngoài á. Là bóng đèn này nó có 100V nè, 110V. Tại vì điện bên nước ngoài nó xài nguồn điện có 110V nè, nhất là nước Nhật á. Thì mình câu mình không biết, mình tưởng đèn 220 nè, mình ghim vô á thì nó sáng trắng luôn. Rất là nóng và nó sáng rất là trắng và này nó ố đen các bạn, nó chuẩn bị tới đứt. Thì mình không có xài nữa. Và mình mua cái máy biến áp chuyển 110V về. Và mình ghim nó sáng vô cái nguồn sáng nó cũng mờ. Và mẹ mình không có thấy đường mai. Không có thấy đường chỗ này nè, không có mai được. Đó, đèn 110V thì mẹ mình không thấy được. Thì mình tiến hành là mình làm cái bóng đèn tròn sờ đốt. Tại bóng đèn sờ đốt này mình xài bóng sờ đốt thì nó cái ánh sáng nó rõ hơn là bóng đèn led nha các bạn. Mặc dù công suất của nó rất là cao, bóng này công suất 60W nhưng mà nó tỏ, nó sáng vàng, nó sáng dây tóc. Nên là mình xài cái bóng đèn này nè thì mình mới thấy được mình may đồ sổ kim. Đó là vấn đề mà mình làm cái dàn đèn này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ bạn cái dàn đèn này. Đây là cái dàn đèn. Đó, mình chế cho mày mình may nè. Đó, thì cái bóng này thì nó gọi xuống đây. Nó gọi xuống đây là may. Và vật liệu mình chuẩn bị nè. Các bạn muốn làm theo mình á thì một cái ống PVC, ống nhựa PVC nè. Ống nhựa PVC hai mấy cũng được, mình xài 21. Đó, 21 ống cao cỡ này nè. Rồi ở dưới đây là dưới chân nè. Ở dưới chân thì mình làm cái đế cho nó vững được rồi. Thì cái đế này mình bắt chích vô. Bắt chích vô chữ đời, bắt từ dưới dặn lên. Bắt chích vô chữ tay cứng và mình tiến hành mình gắn nó đó xuống thôi. Và cái đế này có thể bằng gỗ hộp. Hay mình làm cái đế nào cho chắc chắn, đừng cho nó lật ra được rồi. Đó, ống 21 dài lên. Dài lên và mình tiến hành là mình làm như thế này. Thì chỗ này mình đây là cái ống ống này là ống 21. Ống này ống 21. Chá nắng quá, không có thấy rõ. Đây nè, đây là ống này, để mình đóng cửa vô cho nó chá. Đóng cửa vô, mở led cho nó sáng hơn. Đó. Ống này là ống 21 nè. Thì chỗ này nè, chỗ này thì mình lấy cái chữ T 27 và mình luồn hai cái ống 27 luồn vô cái chữ T này, luồn lên luồn khúc gì đó. Rồi mình sọt vô cái ống 21 là nó cái độ hở của nó cũng thấp nè. Đó, mình thấy cái độ hở nó cũng thấp nè, mặt led rồi thấy cái độ hở nó cũng thấp nè. Rồi mình tiến hành mình khoan một lỗ đây. Rồi mình dặn con vít, và con vít này mình cắt cho nó tà cái đầu nhọn để mình khi mình siết lại mình giữ cho cái ống cái chữ T này nè, nó dính vô cái ống này nè. Mục đích mình làm gì ở mình ăn hạ các bạn,
nâng hạ cái ống này lên xuống nè. Đó, mình đây mình chừa để dư 1 phút nè. Để mình nâng lên, hạ xuống. Không có làm cố định chỗ được, mình chỉnh cái bóng này cao thấp nè. Rồi. Và chỗ này đầu chữ T đi ra là mình đi ra một ống 27 nữa nè. Đây mình gắn mấy cái nút bít lại cho nó đẹp, cho nó thẩm mỹ. Cái nút bít lại rồi xong rồi chỗ này thì lấy cái nẹp ống 27 nè. Mình bó cái mình siết, mình kẹp cái đuôi đèn lại là xong. Và chỗ này nè, mình đừng có dán keo nha bạn. Chỗ này không có dán keo. Chỗ này mình có thể là mình đứt ra mà mình chỉnh cái độ mà lăn cái bóng bật lên bật xuống á. Bật lên bật xuống, còn cái này là cao thấp. Khi mình nới ốc ra là mình chỉnh theo chiều cao chiều thấp. Đó, thế là xong. Ống đèn này sợi đốt mà. LED thì nó trắng sáng trắng nhưng mà nó rất là chá, may đồ nó mà không thấy rõ đâu. Đó, mình chỉnh vừa cái tầm. Rất là đẹp không các bạn, thiết kế thẩm mỹ. Rồi bên đây thì làm cái đi điện tới và đi cái công tắc thôi. Đi công tắc để bật tắt bóng đèn này. Bây giờ mình sẽ bật cho bạn xem nè. Đó. Đó, sáng thì cái khung này mình thấy đồ mình may nè bạn. Đó, mình thấy đồ mình may nha bạn. Có thể là mình lắc cái này, mình chuyển cái chế độ dịch chuyển rồi nâng cao nâng thấp, nâng cao hạ thấp để mình chỉnh cái gốc vừa cho nó vừa cái đầu máy này mình may. Mới đầu mình cứ làm cố định không được, mình để chợ mày mới chế ra cái kiểu này. Đó là có con ốc ở đây, dít đây để mình lóc kê, là mình chỉnh cái độ thấp cao. Và cái này thì chỉnh cái độ bật lên bật xuống rất là đẹp nha bạn. Mình thiết kế đó, nhìn rất là thẩm mỹ kiểu khớp nối nè. Nhìn cái góc này nè, nhìn cái góc này cũng đẹp ha. Thì tận dụng cái đồ trong nhà mình xài thôi. Cái này mình thấy nó cũng không có nặng nhọc gì, nên là mình không có làm bằng kiên cố nha. Phải bóng đèn này nó cũng nặng gì chứ. Phải đồ nặng thì mình làm bằng kẽm, ống kẽm 21 để kiên cố hơn. Rồi mình thấy này cũng không có gì nên là thôi mình làm gì. Thì ống kẽm 21 thì chỗ này mình kiếm ống lớn ống 21 luồn vô hàng cái khớp ra gì thôi, hàng kia đây ra thôi cũng dễ thôi. Gì mà đồ kẽm thì kẽm thì nó kiên cố hơn. Mà mình thấy cái này nó cũng không có cong gì quặt vờ gì do mình có cái đế rồi. Do mình có cái đế kiên cố rồi nên là nó cũng không có bị rung lắc nha các bạn. Đó, video mình chia sẻ các bạn xem là về cái làm bóng đèn cho cái đầu máy may này. Mà cái đồ ghim đi theo thì nó xài nó đẹp rồi nè. Nó có cái chỗ này nó có cái núm núm này là núm tắt mở nè. Như cái công tắc vậy đó mà xài bằng núm dặn cái bịch cực cái tật cái là nó tắt, cái cực cái là nó sáng. Mình đưa nguồn 220 vô đây là mình hết hồn, tại vì nó sáng rất là mạnh. Mà hồi mình không, nếu như mình không rút điện ra kẹp thì nó có thể đứt bóng. Tại bóng này rất là sáng, mình nhìn lại mình tháo ra 100V, 110V thì nguồn điện của bên nước ngoài đang xài các bạn. Mấy mai thì mấy đầu máy thường của Nhật nhiều thì nó đa số là nó xài nguồn điện theo bên Nhật, đồ ghim theo nè, nó xài điện rất là thấp. Thấy bóng đèn nó không, nó giấu vô ở trong đây rất là thẩm mỹ, ngoài nó sáng nó chiếu xuống đây. Thì mẹ mình tối quá mẹ mình không chịu, nó cũng mờ mẹ không chịu, thì thôi mình làm cái bóng đèn đó đó 60W cho mẹ mình xài. Thì bóng đó là coi như là sáng ok luôn đó, sáng bằng ánh sáng sợi đốt, sáng vàng nên là thấy đường rất là rõ để may. Bóng này mình đốt rồi, đốt của đó sơ sơ nên mình nó đen đầu rồi nè, nó đen ở đầu rồi. Có công tắc luôn. Rồi đầu máy này mình xài cũng lâu rồi bạn, 9 năm rồi. Thấy không có hề hấn gì hết. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.
Đây là mình chia sẻ các bạn về cái đèn này nữa, chế độ cái bóng đèn, cái dàn đèn câu, cái dàn đèn máy may cho mẹ mình để may đồ. Rồi cảm ơn bạn xem video của mình nha, cảm ơn bạn xem video của mình, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình các bạn.